Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tham vấn chuyên gia do Trung tâm tin tức Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây thì công tác hướng nghiệp rất được quan tâm và sự quan tâm này đến từ các trường đại học và các trường trung học phổ thông, các đơn vị liên quan khác với mong muốn là giúp các em thật sự hiểu rõ được sự lựa chọn ngành nghề của mình. Vì điều này sẽ ảnh hưởng đến thái độ học tập và xa hơn nữa đó là kết quả học tập cũng như là quyết định tương lai sau này của các em. Và trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là trải nghiệm đại học, chúng ta sẽ cùng thảo luận công tác hướng nghiệp ngay từ công tác của các trường trung học phổ thông và các em sẽ có những cơ hội tiếp cận những nhóm ngành nghề mà mình quan tâm và hiểu về các công việc liên quan như thế nào. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ với các vị khách mời của chương trình. Xin giới thiệu cô Trần Thị Kim Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin giới thiệu thầy Phan Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký. Cảm ơn các thầy cô đã dành thời gian tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và trước hết cho chúng tôi được dành câu hỏi cho thầy Phan Văn Thanh. Thưa thầy, thông tin về các ngành nghề, các trường đại học cao đẳng hiện nay thì cũng đã khá là phổ biến. Và thầy có thể cho biết là hiện nay các em học sinh ở khối ngành các trường như là trung học phổ thông, các em đã đón nhận những thông tin này với tâm lý và thái độ ra sao ạ? Thân mến chào tất cả quý vị phụ huynh, học sinh, các em học sinh theo dõi chương trình ngày hôm nay. Công tác hướng nghiệp là các hoạt động nhằm giúp cho các em chọn lựa ngành nghề cho phù hợp với khả năng của mình và đồng thời thỏa mãn nhu cầu của thị trường lao động ở địa phương cũng như ở cả nước. Trong những năm gần đây, công tác hướng nghiệp đã được chú trọng nhiều hơn. Các thông tin về các ngành nghề, các trường đại học cao đẳng cũng được rộng hơn. Điều đó giúp cho các em dễ dàng tiếp cận hơn về các ngành nghề của mình trong tương lai. Tôi nhận thấy rằng các em đã tiếp nhận cái chương trình hướng nghiệp một cách rất tích cực và sôi động. Thật sự các em đã quan tâm các hoạt động này rất là nhiều. Chẳng hạn ở trường Trịnh Ký, mỗi khi mà trường tổ chức hoạt động hướng nghiệp thì các em tham gia rất đầy đủ và rất sôi nổi. Các em đặt rất nhiều câu hỏi về các ngành, nghề liên quan đến những ngành mà các em quan tâm. Tuy nhiên, các em chưa nhận thức đầy đủ về hướng nghiệp. Các em chỉ nghĩ rằng hướng nghiệp chỉ là chọn một nghề phù hợp với mình, chọn một cái trường đại học vừa với khả năng để mình theo học. Do đó, về các thầy cô và gia đình cần quan tâm nhiều hơn để giúp cho các em hiểu rõ hơn các công đoạn về hướng nghiệp như đánh giá nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Thì có như vậy, các em mới nhận thức chính xác và đầy đủ và từ đó có một cách chọn lựa thật đúng đắn và chính xác. Thì có như vậy thì công tác hướng nghiệp mới có hiệu quả. Nó sẽ tạo được một cái lực lượng lao động ổn định và có định hướng rõ ràng. Nó sẽ giúp cho các em có một cái nhìn hoàn hảo hơn về nghề nghiệp và từ đó nó sẽ đạt hiệu quả trong quá trình nâng cao năng lực nghề nghiệp của mình và cũng làm cho cái năng suất lao động sau này của các em được nâng cao, nó góp phần phát triển kinh tế sau. Dạ vâng. Thưa cô Trần Thị Kim Thanh, đối tượng của các chương trình hướng nghiệp là các em học sinh. Như vậy thì theo cô, đối với các em học sinh ở độ tuổi trung học phổ thông, các em được tiếp cận với các ngành nghề, các trường đại học, rồi phương pháp giảng dạy, nó sẽ có lợi gì cho các em ạ? Chắc chắn là sẽ có lợi khi các em có nhiều thông tin, có thêm thông tin. Các em học sinh hiện nay của chúng ta cũng hết sức là năng động. Các em cũng hiểu được rằng là người nào có thông tin thì người đó sẽ có lợi thế hơn. Như vậy thì
việc mà các em học sinh trung học phổ thông được tiếp cận thêm với các cái thông tin, tiếp cận thêm với cái thực tế từ các trường đại học, các trường cao đẳng hay các trường trung cấp nghề, để cho các em có cái điều kiện trải nghiệm với những cái suy nghĩ ban đầu của mình có thể còn non nớt. Ví dụ có thể các em rất là thích một cái nghề nào đó, nhưng mà qua việc các em được cung cấp thêm các cái thông tin, các em được tới các cái trường đại học, các em được có thể được trực tiếp tiếp xúc với một khoa ngành nào đó, để các em tận mắt nhìn, tai nghe và cái sự cảm nhận của bản thân, thì chắc chắn chúng tôi nghĩ là nó mang lại cái lợi ích cho các em. Dạ vâng. Và theo cô thì vai trò của các trường đại học trong việc hướng nghiệp là gì? Và khi cho các em học sinh trung học phổ thông tiếp xúc sớm với lại môi trường giảng dạy tại đại học, thì các trường có nên cân nhắc về nội dung giảng dạy cũng như là phương pháp tiếp xúc với các em ở độ tuổi này hay không ạ? Chúng ta cũng phải xác định, và các em học sinh cũng sẽ phải hiểu một điều là cái bản chất của hướng nghiệp là cái hoạt động trợ giúp và định hướng. Nếu mình xác định được đúng cái bản chất của công tác hướng nghiệp là trợ giúp và định hướng, thì chúng ta sẽ có được một cái sự nhận thức nó tốt hơn, đầy đủ hơn. Cái công tác tư vấn ở trong các trường đại học, cái trách nhiệm của các trường đại học đó là tư vấn và cung cấp những cái thông tin một cách đầy đủ và cụ thể. Chúng tôi nghĩ rằng là đúng như là anh Thanh đã chia sẻ, những năm gần đây thì cả xã hội quan tâm nhiều hơn đến công tác tư vấn hướng nghiệp, công tác phân luồng học sinh. Rồi chúng ta cũng đã hiểu ra được một điều rất rõ là chọn nghề đúng, chọn ngành đúng thì nó sẽ mang lại, có ý nghĩa rất là quyết định cho tương lai, cho cả một cái tiền đồ của một dân tộc, của một quốc gia, rồi đồng thời là cho bản thân, gia đình và cá nhân của các em. Nên điều đó hết sức là quan trọng. Và chính vì là nhận thức được cái tầm quan trọng như vậy, chúng tôi nghĩ rằng là các cái trường đại học khi mà cho các em thêm các thông tin về tư vấn và hướng nghiệp thì không nên đưa một cách chung chung. Tôi đã đi tham dự một số các cái chương trình hướng nghiệp ở một số các trường. Nếu chỉ giới thiệu một số những cái ngành nghề của cái trường đó, tức là chỉ giới thiệu một cái khung chương trình thôi, thì tới một lúc nào đó học sinh cũng không có những thông tin mới. Mà các em nhỏ thì càng có thông tin mới thì càng hấp dẫn các em, và các em khao khát để tìm hiểu những cái thông tin mới đó. Cho nên cho các em được những cái thông tin mới, có nghĩa là cho các em kiến thức mới, thì sẽ cho các em thêm được những cái kiến thức cho bản thân. Chính vì vậy mà theo chúng tôi là các trường đại học cần phải cung cấp các em thông tin một cách cụ thể, đầy đủ hơn, phải cụ thể về từng ngành nghề, và có thể cho các em được trải nghiệm bằng cách tiếp cận. Rồi cũng có nhiều cách khác nhau nữa, ngoài cái chuyện là tư vấn, ngoài cái chuyện là tổ chức các cái hội thảo rồi tham vấn cho các em, thì việc mà các trường đại học hiện nay làm đó là mời một số các sinh viên mà đã chọn đúng ngành nghề rồi thành đạt trong cuộc sống, trở về làm cái gương sống để nói chuyện với các em. Thì đấy chính là cách mà chúng ta cho các em thêm nhiều sự lựa chọn, nhiều cái thông tin. Và khi các em học sinh trung học phổ thông mà tiếp cận với các cái chương trình của đại học, thì tôi nghĩ rằng là các em sẽ có thêm những cái nhìn nhận cho thực tế. Nghĩa là khi học ở các trường đại học thì trách nhiệm của các em là phải tự học và tự nghiên cứu nhiều hơn. Cho nên các em biết được chương trình, các em biết được phương pháp học thì các em phải tự định hướng cho mình, và chính các em là người quyết định. Chứ ở đây chúng tôi không đề cập đến việc là để giúp cho cái đối tượng đó thì các trường đại học cao đẳng phải thay đổi cái chương trình cho phù hợp. Mà ở đây là chương trình nó là một cái chương trình khung của bộ, mà làm sao cho các em được tiếp cận càng gần, tiếp cận càng nhiều và càng có thực tế thì các em càng có nhiều cái sự lựa chọn. Liên quan đến việc tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp cận với phương pháp học tại các trường đại học rồi các ngành nghề, thì hiện nay chúng tôi cũng được biết đó là tại trường Trương Vĩnh Ký đã và đang phối hợp với các trường đại học để thực hiện một chương trình đó là trải nghiệm đại học. Xin thầy Phan Văn Thanh có thể giới thiệu thêm về chương trình này, và thầy có thể cho biết là mục tiêu của chương trình ra sao? Chương trình trải nghiệm đại học, chương trình này thì trường Trương Vĩnh Ký đã chủ động phối hợp với các trường đại học như là trường Đại học Nguyễn Tấn Thành, trường FPT,
trường HUTEP, trường MIT, và mời các trường này đến để giới thiệu về trường, giới thiệu về các ngành nghề của trường đào tạo cho học sinh và phụ huynh của trường Trịnh Nhuận Ký nghe và trao đổi, chất vấn những thông tin cần thiết mà các em và phụ huynh quan tâm. Sau đó, qua chương trình này, thì các em học sinh nào có nguyện vọng học vào những cái trường này thì đăng ký học trải nghiệm. Rồi bước kế tiếp thì nhà trường sẽ phối hợp với các trường này chọn những cái môn mà các trường này dạy trên đại học dạy cho các em của trường. Tuy nhiên thì trường cũng yêu cầu là chọn những cái môn gần gũi nhất với các em đang học ở phổ thông. Ví dụ như là môn ngoại ngữ, môn tin học, môn phát triển về các kỹ năng. Đó. Thì như vậy thì các em sẽ học cái chương trình này, nhưng mà nó cũng rất là thiết thực, cũng rất là cần thiết trong quá trình các em học phổ thông. Thì các môn đó thì do trường đại học đảm nhận và giảng dạy, do các giảng viên của trường đại học giảng dạy. Và nếu đạt thì trường đại học sẽ cấp chứng chỉ công nhận. Nếu sau này các em bước vào trường đại học đó thì những môn này các em sẽ được miễn hoặc giảm tùy theo mức độ mà các em đã học. Thì hiện nay trường Trương Vĩnh Ký và trường Nguyễn Tất Thành cũng đã ký kết hợp tác cái chương trình này và cũng đã tiến hành và có 180 học sinh tham gia và đang học cái phần trải nghiệm về kỹ năng giải quyết vấn đề. Các em học tập cũng rất hào hứng. Thì mục tiêu của chương trình này là nhằm giúp các em hiểu rõ hơn về các ngành nghề mà các em đã chọn và trường mà các em muốn theo học, để các em hiểu rõ, và từ đó cũng là cái dịp để các em tiếp cận với cái phương pháp học ở đại học như thế nào cho các em biết trước. Đó. Thì từ đó các em có một cái quyết định lựa chọn sau này cho nó thật chính xác hơn. Thì nếu hoàn thành cái chương trình này thì các em sẽ được rút ngắn cái thời gian học đại học ở những cái trường này của những cái môn này. Thì nếu không thì các em cũng trang bị được một số kiến thức về kỹ năng sống được áp dụng trong cái các hoạt động sau này của các em ở trong quá trình học tập cũng như làm việc. Tham gia vào chương trình trải nghiệm đại học, không biết là thái độ của các em học sinh rồi phản hồi của quý phụ huynh ra sao, thưa thầy? Chương trình trải nghiệm đại học đang được thực hiện một cách rất nghiêm túc, theo đúng như cái mục tiêu và tinh thần của hai trường đề ra. Thì môn học đầu tiên được giảng dạy là cái môn về phát triển các kỹ năng về giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng bàn phím. Thì các kỹ năng này là không thể thiếu trong cái chương trình đào tạo của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Tuy nhiên nó cũng rất phù hợp với mục tiêu đào tạo của học sinh trường Trương Vĩnh Ký, tức là phát triển kỹ năng, tạo điều kiện để cho phát triển con người thành đạt sau này. Đó. Và cũng rất phù hợp với chủ trương của ngành giáo dục, tức là vận dụng kiến thức, phát triển kỹ năng và đào tạo con người toàn diện, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng sau này. Đó. Thì hiện nay, trường Nguyễn Tất Thành đang dạy cho các em học sinh trường Trương Vĩnh Ký về kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây là một cái chương trình rất thiết thực và rất cần thiết trong đời sống mà các em thường ngày đang gặp phải, như các mối quan hệ về bạn bè, thầy cô và các mối quan hệ khác, dần dần. Thì qua cái lớp này, giúp cho các em hiểu rõ hơn về cách giải quyết vấn đề và cách tiếp cận một cách phù hợp và tốt nhất. Tránh được những cái xung đột, những bế tắc và những cái xử lý cực đoan của học sinh thường gặp phải
Do đó, thì cái lớp học này nó đã được thực hiện và rất sôi nổi và cũng rất là hào hứng. Thì còn quá sớm để đánh giá được cái mức độ thành công của cái chương trình này. Tuy nhiên, bước đầu xảy ra cũng rất thuận lợi và tạo cái cảm hứng cho học sinh. Nhiều phụ huynh cũng rất đồng tình, ủng hộ. Thì lúc đầu thì chỉ có dự định chỉ triển khai cho học sinh ở khối 12. Tuy nhiên, các học sinh lớp 10 và lớp 11 đã và đang tham gia cũng rất là tích cực, rất là hào hứng. Điều đó chứng tỏ rằng cái chương trình này cũng rất được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Dạ vâng. Thưa cô Trần Thị Kim Thanh, cô đánh giá như thế nào về chương trình này? Và theo cô thì việc cho các em được trải nghiệm như vậy thì sẽ giúp cho các em nhận ra khả năng thực tế của mình ra và lựa chọn những ngành nghề và bậc học sau này ra sao ạ? Theo tôi thì chương trình trải nghiệm đại học mà hiện nay một số trường đại học trên địa bàn thành phố đã đến với các trường trung học phổ thông, chắc chắn là nó có thêm một cái kênh thông tin cho các em học sinh, cho một cái sự lựa chọn. Và tôi cũng nghĩ rằng là qua cái chương trình trải nghiệm đại học, các em có một cái thực tế, các em được nhìn thấy, được nghe thấy, và các em có thể hiểu và cảm nhận bằng chính những suy nghĩ và nhận thức của mình. Đấy là điều kiện để các em có thể khám phá được cái sở trường, cái khả năng của bản thân mình. Nên đó là một chương trình sẽ có ích cho các em học sinh. Tuy nhiên, tôi cũng rất mong muốn với các em học sinh là tham gia chương trình trải nghiệm đại học để ở các cái trường trung học phổ thông. Thì nếu như các em sau này sẽ lựa chọn cái ngành nghề mà các em sẽ học, thì như là anh Thanh đã chia sẻ, có nghĩa là sẽ được công nhận cái kết quả học ở các trường phổ thông. Thì học sinh thường là các em hứng thú chứ, được học một cái mới này, rồi lại nghĩ rằng là trong tương lai là sẽ được không phải học cái bộ môn đó nữa, được tính điểm vào ngay chương trình đại học hoặc các đoạn sắp tới của mình. Thì các em hứng thú. Nhưng các em cũng cần phải có một sự lựa chọn, một sự cân nhắc làm sao cho hợp lý và hài hòa với khả năng của bản thân khi tiếp thu kiến thức của nhà trường phổ thông, để có đầy đủ cái kiến thức khi các em bước vào các cái kỳ thi quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Đồng thời là cũng rất mong là gia đình, cha mẹ, thầy cô, bạn bè cũng có những cái tư vấn, có thêm cái sự phân tích để cho người học cái sự lựa chọn của mình là sẽ không bị lãng phí sau này. Và chúng ta đều thấy là thật sự là hạnh phúc nếu chúng ta được làm cái nghề của mình thích, và đặc biệt lại có được cái sự thành công bậc nghề của mình. Chính vì vậy, công tác tư vấn hướng nghiệp hay là những công việc rất là thực tế như là việc trải nghiệm đại học sẽ là những công việc thiết thực cho các em học sinh trung học phổ thông. Thưa cô Trần Thị Kim Thanh, có thể nói là với những chương trình như là chương trình trải nghiệm đại học cũng sẽ phần nào để giúp cho các em học sinh có thể chọn được những ngành cũng như là bậc học phù hợp. Như vậy thì với ý kiến của cô, đó là việc chọn những bậc học phù hợp có khả năng của các em học sinh thì nó sẽ quan trọng như thế nào? Đặc biệt là hiện nay thì cũng có không ít bậc phụ huynh họ nhìn nhận và mong muốn con em mình bước vào cánh cổng đại học, bởi vì cho là bước vào đại học đó là con đường duy nhất để thành công. Thật ra thì các bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn con mình học xong trung học phổ thông thì sẽ vào được đại học. Đấy cũng là những mơ ước rất là chính đáng của các bậc làm cha làm mẹ. Nhưng tôi nghĩ rằng là hiện nay trong các nhà trường đang làm tốt cái công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh, thì các em học sinh bằng cái sự tư vấn của thầy cô, của cha mẹ, của bạn bè, bằng cái thực tế các em nhìn nhận ở xã hội, để các em nhìn thấy năng lực của bản thân mình, cái sở trường của mình, sở thích của mình, rồi cái điều kiện và hoàn cảnh của từng gia đình các em để chọn lựa. Hay là cái việc mà thực hiện cái chương trình trải nghiệm đại học, thì chúng tôi cũng như chúng tôi đã nói là nó vừa là một kênh thông tin thêm cho các em, vừa là cái điều kiện để các em khám phá được cái năng lực của bản thân. Nên đó là điều hết sức là cần thiết. Nhưng cũng không có nghĩa là nếu như các em chưa đủ cái điều kiện của bản thân, ví dụ năng lực, sở trường, sở thích, các điều kiện chủ quan và khách quan, mà chỉ chọn
chỉ có một mục tiêu phấn đấu là vào đại học. Sẽ có nhiều cái sự lựa chọn cho các em tốt hơn nếu như nó thật sự đó là sự lựa chọn phù hợp. Nên các trường trung cấp, các trường cao đẳng cũng luôn luôn rộng mở để mời các em có cái mong muốn được học tập các ngành nghề ở các cái ngôi trường này. Và cũng chính từ những ngôi trường này, khi các em có kiến thức đầy đủ và vững chắc thì các em có thể học liên thông nếu như các em có mong muốn. Cho nên phải nhìn nhận, chọn ngành nghề là phải phù hợp và hiểu đúng về mình thì mới chọn được đúng ngành nghề. Như vậy nó sẽ không lãng phí, nó không làm cho các em cảm thấy chán nản. Và đòi hỏi ở các em là phải có một nhận thức đúng, đừng tránh mơ hồ, tránh thiếu trách nhiệm với bản thân. Chúng tôi mong muốn ở các em học sinh như vậy. Và như vậy thì khi tham gia vào một cái chương trình rất là có ích cho các em học sinh, đó là chương trình trải nghiệm đại học, cũng như là quá trình hướng nghiệp, thì các em học sinh luôn rất cần có sự đồng hành và chia sẻ từ phía nhà trường cũng như là về phía phụ huynh để cho cái công tác này thật sự đạt hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn cô Trần Thị Kim Thanh và thầy Phan Văn Thanh đã dành thời gian tham gia vào chương trình của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, việc xác định khả năng và năng khiếu của các em và hướng các em lựa chọn ngành nghề bậc học phù hợp là việc cần thiết và là cơ hội để các em trải nghiệm sẽ giúp cho các em tự tin hơn vào khả năng của mình. Chúc cho các em sẽ có những thời gian thật thú vị, biết được phương pháp học đại học là như thế nào, các ngành nghề sẽ có những đặc điểm riêng thú vị ra sao. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình Tham vấn chuyên gia được phát sóng vào lúc 14 giờ 40 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Xin cảm ơn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đồng hành cùng với chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.